Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video nằm giới thiệu bạn tham gia một dự án là Golin Token. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở ra bấm start chatbot. Rồi, các bạn bấm join này group nha mà. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join chào kênh group nè. Tiếp tục các bạn bắt up lên, các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bắt up nè, tiếp tục thì các bạn like và tự quyết copy hashtag này các bạn. Sau khi bạn copy hashtag xong thì bạn vào follow tại Twitter nữa nè. Trên tại Twitter này bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn với tự quyết nha các bạn. Rồi các bạn dán hashtag nó vào và tăng 3-4 người bạn mình vào thôi các bạn. Rồi bạn tự quyết lên nè. Sau khi tự quyết lại xong các bạn bắt up lại, các bạn bấm vào một submit detail nè các bạn. Rồi, các bạn join vào kênh group kênh seller này nó xong xuống hết, bấm done. Submit following. Tắt follow, submit gỡ lại đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Trên tờ Twitter bạn nhấp vào bài bản cùng nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nha bạn, các bạn bắt up lên. Rồi, bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ PMB sở margin bet 20 trên chocolate của mình nha các bạn. Các bạn gửi lại cho bot nè. Ok, bạn bấm set nha các bạn. Rồi, ok, như vậy mình đã nhận được 80 tỷ chút cặn này. Vậy là xong các bạn. Các bạn chỉ bấm xác tiết cập nhật tài khoản mình. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.